Xin chào quý anh chị đã quay lại với kênh. Hiện tượng rụng lá chân là hiện tượng thường thấy ở dòng lan đơn thân. Ở trong các dòng lan đơn thân này thì bao gồm những loại lan phát triển theo chiều cao như đai châu, sóc, kéo, chồn, quế, van đa, nhạn. Trên dòng đơn thân, giá trị cây nằm ở bộ lá. Vậy mà sau mùa hoa, lá chân lại thường rớt hay gặp những tình trạng lá gốc nhăn nheo, tiêu tớp, sắp khô rụng đi, tưởng chừng bị bệnh. Quan sát kỹ thì thấy lá vàng đi tự nhiên, không đốm đen, không thối, thì đây gọi là hiện tượng rớt lá chân. Lan đơn thân là giống lan tích trữ dinh dưỡng trên lá, vì vậy các giai đoạn đặc biệt như gieo mùa nhiệt độ thay đổi đột ngột, khai thác bị hư rễ, nảy nụ đâm hoa, quá lạnh hoặc nóng, độ ẩm không khí quá thấp, v.v. đều có thể làm lá dưới chân bị vàng và rụng đi. Giải pháp cho hiện tượng này thì đầu tiên, trong suốt quá trình chăm sóc từ sau khi cây lan tàn hoa một tháng, thời gian ngủ nghỉ của cây, ta cố gắng cung cấp cân đối dinh dưỡng các chất NPK trung vi lượng như là canxi, magie, lưu huỳnh, sắt, mangan, kẽm, v.v. Ví dụ, đối với dòng lan ngọc điểm ngày 1 tháng 1 âm lịch nở hoa, tạm tính là nở hoa trong một tháng thì các bác cắt hoa, chỉ tưới nước không phân cho nó ngủ hết tháng 2 đi. Thì từ ngày 1 tháng 3 ta phun phân NPK 20-20-20 cộng với lại TE luân phiên với chế phẩm Hùng Nguyễn hoặc phân chiết xuất rong tảo biển và phân bón trung lượng như là canxi, magie, lưu huỳnh. Cứ theo lịch phun 1 đến 2 tuần trên một lần. Cứ 2 tháng một lần phun nước vôi trong hoặc super canxi nitrat. Đến giữa tháng 8 ta chuyển sang bón NPK dầu lân, kali để tạo nụ. Nuôi nụ như 6-30-30 cộng TE, 10-30-30 cộng TE định kỳ 1 tuần trên 1 lần, kết hợp thêm nano kẽm hoặc nano đồng 2-3 tuần trên lần. Khi chưa có nụ, ta phun phân ướt đậm rễ, thân, lá. Nhưng khi bắt đầu nhú nụ từ đầu tháng 10, ta chỉ phun vào lá và rễ, tránh nụ đi. Đến tháng 12 thì ngưng phân. Nếu các bác bón nhiều đạm như NPK 30-10-10 thì tới khi nhú nụ, khả năng rớt lá chân sẽ cao. Còn các giống sắt, chồn, nếu cắt nước, kích hoa, đừng ép quá, dễ rớt lá. Trước khi vào mùa đông thì cần phun siêu kẽm và nano đồng vào mùa thu để khi mùa đông đến, lan không bị sốc. Phun phân bón 10-60-10 cộng TE và super canxi để lan phát triển tối đa bộ rễ, làm rễ phân nhánh. Với một cây lan có 6 cây lá thì ít rễ cũng phải có 3-6 cây rễ dài bằng cây lá mới tạm ổn. Ngoài yếu tố về phân bón, để hạn chế rụng lá chân ở dòng lan đơn thân thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giấy thể, tiểu khí hậu vườn, v.v. Lan đơn thân rất ghét thay giấy thể, nên các bác nghiên cứu làm sao ghép mà không bao giờ cần phải thay giấy thể là tốt nhất, như ghép lũa, trồng chậu đất nung. Khi độ ẩm không khí xuống thấp, hanh khô thì các bác cố gắng tăng độ ẩm lên khoảng 80-90% như hạ thấp giờ lan, chì bớt gió, đào ao nước. Hy vọng với những kiến thức trên thì sẽ giúp ích được cho anh chị để anh chị có thể làm sao đó hạn chế bớt tình trạng rụng lá chân cho dòng lan đơn thân của nhà mình. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị đã xem video. Đừng quên ấn like và subscribe để mình tiếp tục theo dõi xem những video hấp dẫn hơn nhé. Hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo.